Hello, Linh xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã trở lại kênh Cuộc Sống Victoria, đẹp nhất Canada ha. Hôm nay Linh mời các bạn đi vòng quanh bờ hồ Victoria ha các bạn ơi. Trước mặt mình đó các bạn là 13 cái lá cờ họ đúc bằng xi măng ha các bạn. Ở Canada đó có tổng cộng tất cả là 13 tỉnh bang và mỗi tỉnh bang họ có một cái lá cờ riêng ha các bạn. Cũng giống như Việt Nam mình là có 63 tỉnh thành ha, thì Canada họ có là 13 tỉnh thành và mỗi tỉnh bang là có một cái lá cờ riêng biệt như thế này nè các bạn. Trời nay rất nắng rất là đẹp các bạn ơi. Ra Linh tranh thủ Linh đi dắt các bạn đi dạo chứ không thôi nữa mà vào mùa thu trời nó cứ sụt sụt mưa và tối nhanh dữ lắm hiện tại. Nhưng mà con cẩn thận nha, không con té đó. Các bạn thấy cái building mà bự ngay đó không? Cái đó là cái hotel, là Impress Hotel đó các bạn. Nó rất là bự. Cái hotel đó đẹp lắm. Linh, mỗi lần Linh xuống phố các bạn, Linh sao không? Linh thích mấy cái chậu hoa này này, mấy cái hanging basket flower này này, Linh ghiền lắm. Không biết nó trồng cái kiểu gì mà nó treo khắp cái khu harbor này luôn các bạn ơi. Cái cột điện nào cũng toàn là những cái chậu hoa như thế này này, nó đẹp lắm, Linh mê lắm. Đẹp quá. Và ở đây là cái chỗ này là dành cho những người thích đi xe cưỡi ngựa này. Nếu mà mình đi cưỡi ngựa thì mình lại ngay đây. Do I allow to record you? Linh ghé cái chỗ này để Linh hỏi thăm cái giá cả. Nếu mà mình thuê một chuyến xe ngựa họ chở mình đi vòng vòng coi hết coi khoảng bao nhiêu, thì mình được biết đó là một chuyến như vậy là mình trả tiền cho từ 1 tới 6 người ha các bạn. Ít nhất là một người và nhiều nhất là 6 người. Và cái đường đi nó ngắn nhất là mình thuê đó là họ sẽ chở mình đi 15 phút. Thì cái giá của nó là 60 đô. Tính ra tiền Việt Nam thì khoảng 1 triệu đồng. Nửa tiếng thì 2 triệu. 45 phút thì 3 triệu. Và 1 tiếng thì là khoảng 4 triệu. Đó là cái giá cả của mình muốn đi theo cái cỗ xe này họ chở mình đi vòng vòng đó các bạn. Cái cỗ xe ngựa họ đang chở vòng vòng này các bạn. Thấy dễ thương ha. Cái khu này là nó chỉ một góc đây thôi ha các bạn. Là cái chỗ nãy Linh đứng nói chuyện với cái cô hồi nãy đó. Nó chỉ có một khoảng chỗ này thôi. Nó giống như là một cái trạm vậy. Trạm cỗ xe ngựa đó, mình có thể mình mua vé online hoặc là mình gọi trước người ta rồi mình đặt vé, rồi mình lại đây họ chở mình đi vòng vòng. Nhìn nó lãng mạn quá ha các bạn. Giờ Linh sẽ đi xuống dưới góc này ha. Thường thường á, những cái tàu á, họ hay dừng, họ cập bến ở đây này các bạn. Đúng ra là mùa xuân với mùa hè là cái khu Harbour Victoria này đông khách du lịch lắm các bạn ơi. Những cái thuyền thiệt là bự luôn, nó giống như là cruise ship á. Họ sẽ cập bến và họ lội bộ lên cái harbour này để họ dạo vòng cái khu này để họ đi chơi đó. Và dọc theo hai cái chỗ lối đường đi bộ này này thì người ta bán những cái đồ lưu niệm, rồi có xiếc, rồi ảo thuật, rồi có mấy cái nhóm nhỏ nhỏ, rồi họ đàn ca, rồi chống đồ vui dữ lắm. Nhưng mà hiện tại thì nói chung là ở thế giới chỗ nào cũng vậy, không có ai dám đi ra ngoài, hướng chi là đi du lịch ha các bạn. Chỉ có khách local họ đi thôi. Và nếu mà các bạn nào mà tới cái harbor này mà xuống ngay cái góc đường đi cầu thang này, các bạn nhỏ nhỏ ngay đây đó, bé đang chạy đó, thì mình muốn đi du thuyền trên nước á, hoặc là gọi là taxi water đó, thì mình có thể water taxi, taxi water, thì mình có thể xuống đây mình mua vé họ chở mình đi vòng vòng trên cái harbor này này. Và nếu mà mình muốn thuê cũng giống như người ta chở mình bằng cái thuyền buồm này các bạn, họ cũng tính 3 tiếng là khoảng 100 mấy là ban ngày đó. Còn nếu là đi buổi chiều thì nó rẻ hơn, nhưng mà có 1.5 tiếng thôi thì khoảng 95 đô họ sẽ chở mình đi vòng vòng. Ngay cái khu này nó có cái nhà hàng á,
Hình như đây này, cái tên của nó là Millstone đó các bạn. Cái nhà hàng này bán đắt dữ lắm, đắt hàng ấy. Khách là tấp nập luôn, ra vô là nó rất là đắt khách các bạn ạ. Và ngay bên hông này thì họ có cái, nếu mà bạn nào mà muốn đi coi mà well á, watching well á, thì mình vô đây mình mua vé và họ chở mình đi coi. Có cái máy bay nó đang hạ cánh hay là nó cất cánh đây ta, ở ngay dưới biển, trên mặt biển này các bạn. Linh đi lẹ lại đó thử coi. Mùa hè xuống đây mát lắm các bạn ơi, gió biển nó ngay cái sát mé biển này, nó rất là mát. Đây nè. Và là cái máy bay này nó vừa hạ cánh này các bạn. Là trong đó có khách đó, nó nhỏ lắm, cái máy bay chắc Linh nghĩ chắc khoảng độ chừng 7 tới 10 người thôi. Thì nó là một cái airport ngay trên nước này này các bạn. Có cái nhà ngay đây này. Thì khi mà họ cập bến thì khách có thể lội bộ vô đây và đi lên hướng bờ. Họ có đây này đó, water taxi đấy các bạn thấy không? Đó, dễ thương chưa? Đó, mà chiều mà rảnh rảnh á, là nếu mà ai mà thích á, họ lên đây mình mua vé, họ chở mình đi vòng vòng á. Mấy cái thuyền lớn lớn này các bạn, là những cái thuyền tư nhân đó, họ lái tới đây và họ cập bến, họ lên họ chơi này các bạn. Đừng thấy có một cái thuyền của Mỹ và một cái thuyền của Canada họ cắm cờ nè. Hiện tại thì Linh đã lên khỏi cái khúc mé của Harbor rồi các bạn. Đứng từ trên xuống dưới thì cái này là đường lộ chính ha các bạn. Và Linh tới cái khu này là ngay trước cửa của cái Impress Hotel này. Cái Impress Hotel này đó là nó xây dựng năm 1908. Tính tới bây giờ cũng đã là 113 năm rồi các bạn. Nhưng mà họ maintain, họ duy trì, họ take care rất là good. Và nhìn nó vẫn còn đẹp lắm các bạn. Nó đối diện với lại trực tiếp với lại cái harbor của Victoria luôn. Cái building trước mặt Linh á là cái tòa nhà quốc hội đó các bạn. Và mùa hè đó có nhiều khách hàng họ thích ngồi ăn uống ở ngoài trời đó, thành ra có nhiều nhà hàng họ mang bàn ghế ra ngoài trời để họ để ở ngoài sân cho những cái khách hàng nào mà có nhu cầu thích ngồi ở ngoài hướng ngoài ha. Cái nhà hàng này tên là The Local, Linh cũng đã ghé đây ăn rồi các bạn, ngon lắm. Và Linh thích là cái view của họ ở ngoài trời đó, mình nhìn ra mé biển đẹp dữ lắm. Và ngay bên hông cái nhà hàng của họ là một cái pub á. Thôi để giờ Linh lội bộ qua cái hướng hướng mé bên đây, là nó có cái cầu này họ mới xây nè các bạn, đẹp lắm. Để Linh sẽ quay khúc này cho bạn coi. Cái cầu này họ mới xây xong hồi cuối tháng 3 năm 2018 thôi. Cái tên của nó là Johnson Street Bridge. Và cái chiều dài của cái cầu này nó có 46 mét thôi các bạn. Mà nó xây hay lắm. Linh thích cái là ở giữa của cái cầu này nè, có cái máy mà hệ thống mà để nhấc cái cầu lên đó các bạn. Tại vì những cái thuyền bè mà cao đó, họ không có thể nào mà lọt cái cầu này được, thì họ sẽ dùng cái hệ thống này nè, họ nhấc cái cầu lên để cho thuyền bè nó đi ngang. Còn những cái thuyền thấp thì đi thoải mái không sao hết, chỉ có cho những cái thuyền mà thiệt là cao á thì họ mới dùng cái máy cái trục này này để họ nhấc lên thôi. Đây là cái bộ máy của nó, Linh quay sơ sơ khúc này thôi chứ nó bự lắm. Thank you.
hướng này được không? Không được. Nó không có cổng chắc mình xuống đường nè. Nó không có cho cái drone ở đây, nó không có cho cái drone để bay á. Nhưng mà quay phim thì chắc được. Cảnh ở bên buổi chiều đi mình thấy đẹp quá. Cái chỗ này nó có một cái trạm để mình đón cái water taxi đi luôn này các bạn. Nếu mà mình muốn từ bên hướng cầu bên đây qua hướng bên kia thì mình xuống ngay cái dock này ha. Và cái taxi họ sẽ rước mình. Mình cứ lại đây đứng thôi là cái buồm, cái thuyền mà water taxi họ họ thấy đó, là họ sẽ ghé ngang và họ rước mình đi. Cầu này họ làm nguyên một cái sân thiệt là lớn, có ghế nếu mà ai muốn ngồi á thì mình ngồi để mình nghỉ chân rồi mình ngắm ra biển cũng rất là đẹp. Video cũng dài rồi, Linh dừng video lên đây nha các bạn. Linh hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới nha. Linh xin chào, bye bye.